Chào các bạn, trong gia đình á, mà sắm cái đồ dùng nó tương đối đầy đủ á, thì nó rất là thuận tiện trong công việc. Ví dụ là mỗi gia đình mà có một cái máy vòi nhiệt này là nó cũng rất tiện ích. Ngoài cái việc đấu nối ống nhựa hoặc các cái vòi nước một cách rất dễ dàng, thì ta vẫn có thể vận dụng vào những cái công việc khác. Ví dụ như hôm nay nhà mình có một cái cục sạc điện thoại này, nó bị long cái chân các bạn á. Đây, đấy, cắm vào ổ điện nó long cái chân nó rời ra như thế này. Thì bây giờ mình cắm vào đây á, thì cái kẹp ở trong này nó lỏng, nó không tiếp xúc được các bạn ạ. Thì bây giờ mình muốn tháo cái cục sạc này ra để mình bóp lại cái kẹp cho nó tiếp xúc được vào cái chân nạt này á. Thì bình thường là nhà sản xuất đã gắn keo này, nó rất chắc các bạn ạ. Nếu ta cứ như thế này mà tay bẩy cái vững này ra thì nó rất khó khăn. Nhưng lúc này á, trong gia đình mà có cái máy quạt nhiệt này á, thì nó lại rất dễ. Ví dụ ta lấy cái quạt nhiệt ta khò vào cái đuôi của cái cục sạc này á, thì nhiệt độ nó nóng lên nó làm cái keo ở đây nó tan chảy này, nên ta gãy ra một cách rất dễ dàng các bạn nhé. Sau đây mình làm cho các bạn xem này. Mình bật khò lên này. Đấy, mình hơi. Đây, sau khi mình hơi nóng rồi là mình dùng một cái con dao như thế này mình gãy lên nhá. Thì lúc này cái nhựa nó mềm các bạn ạ. Đấy. Mình gãy nó ra này. Đây, mình gãy được ra các bạn này. Mình bóc lên này. Đấy. Thì đây, sau khi ta gãy được ra như thế này rồi á, thì bây giờ ta rút cái mảng điện tử này ra rất dễ này. Đấy. Thì trong cái mảng điện tử này á, nó có hai cái kẹp của cái chân tiếp điện ra này. Thì hình như hai cái chân này nó cũng dỉ rồi, thì bây giờ ta lại lấy cái giấy giáp ta đánh lại cho nó sáng ra, xong ta bóp cái kẹp này vào là nó lại tiếp được vào cái chân này các bạn nhá. Mà cái chân này nó lại chắc trở lại này. Thì bây giờ mình lấy một cái mảnh giấy giáp như thế này này, thế xong rồi mình cho vào cái chỗ dỉ của cái chân này mình cọ để đánh sáng ra để nó tiếp điện tốt này. Đấy. Đây, sau khi vệ sinh tương đối sạch ở hai cái chân này các bạn ạ. Thì lúc này mình dùng cái kìm á, mình bóp hẹp cái kẹp của cái chân tiếp điện này. Thì đây mình quay cho các bạn xem này. Đây nhá, cái chân tiếp điện nó như này này. Thì nó tiếp điện vào cái kẹp này này, nhưng mà lâu ngày nó lỏng này các bạn này. Đấy, bây giờ ta bóp nó hẹp vào thì nó lại chắc các bạn nhá. Thì bây giờ là mình dùng cái kìm này nhá, mình bóp cái này nó hẹp lại này. Bên này thế này. Đây, sau khi ta bóp nó hẹp lại á, thì cái chân này nhá, mình cắm vào đây nó chắc này. Đấy, nó chắc cực kỳ luôn này. Đấy. Thì bây giờ mình lại tiến hành mình lắp vào này. Mình lắp cái chân này vào. Hai cái chân của cục sạc điện thoại này là nó thủng vào trong cái vỏ kia kìa. Thì bây giờ hai cái tiếp điểm của cái mi này á, mình đã bóp nó hẹp lại á, thì bây giờ mình lắp vào là nó lại khít các bạn á. Đây, mình lắp vào này. Đấy. Thì bây giờ mình lại lấy cái vững của cái này mình úp vào này. Thì đây mình có cái lọ keo 502 này, mình giữ thật chắc xong mình nhỏ vào này. Đây, sau khi mình giỏ keo vào nó lại chắc như cũ này các bạn này. Đấy. Thì bây giờ mình dùng cái dây nạt này mình cắm vào cái cổng taxi này để mình lấy điện ra mình nạp cho các bạn xem nhá. Đây, mình cắm được cái này. Thì mình dẹp cái này ra này. Thì bây giờ mình có cái ổ điện này, mình cắm này. Thì lúc này mình dùng cái điện thoại như này này, mình cắm cái chân sạc vào xem điện thoại nó có lên sạc không nhá. Đấy, nó lên rồi các bạn ạ. Chứng tỏ là cái máy khò nhiệt này á, giá cả trong gia đình nào cũng có, là nó rất hữu ích các bạn nhé.